cái da mặt là cái tài sản của nhà mình, cái giá trị vô hình không thể tính bằng tiền được, mà các em hay đi lung tung tiền mất tật mang là rất là nguy hiểm nha. Bên Marisa làm đẹp da bằng công nghệ cao, giá là 1,6 triệu, khuyến mãi chỉ còn 800. 800 là 800 chứ không phải là 800, nhưng mà đến lấy 8 triệu là không có nha cả nhà nha. Thời buổi công nghệ 4.0 cho nên chúng ta phải sử dụng công nghệ cao, và thông qua một cái thấu kính thế này thì nó tạo ra hàng ngàn vi điểm xuyên thấu qua da, và những cái vi điểm này mục đích là nó làm cho da của chúng ta tổn thương trong chế độ an toàn, cơ thể của chúng ta nó tự làm lành, dân gian gọi là da da non, khoa học gọi là kích thích keratin và sản sinh ra collagen, làm cho da của chúng ta căng hơn, trắng hơn, mịn hơn. Đồng thời công nghệ này nó sẽ loại bỏ tất cả những cái da thâm, da đen, loại bỏ những cái da sần và nó làm cho căng da luôn. Công nghệ cao Viking Extra, mình dùng ánh sáng để mình bắn xuống, khi mà một cái ánh sáng bắn xuống á, thì nó sẽ nghiền nát, phá vỡ, phân hủy và đào thải tất cả những cái sắc tố melanin. Bên Marisa thì cái da xấu cỡ nào nám bị 20 năm, 30 năm, 40 năm, 50 năm thì là năm lần làm, còn bình thường làm từ 1 đến 3 lần là đẹp nha. Các chị em hãy tới Marisa để làm đẹp thả ga mà hoàn toàn không lo về giá, hàng hiệu, giá bình dân. Marisa đến là đẹp.